Làm sao mùa hạ ấy chúng em lại hội tụ về đây để ôn lại những ký ức của 3 năm học tại trường trung học phổ thông B Duy Tiên thân yêu. Vâng, 3 năm học ấy không phải là quá dài nhưng cũng đủ để biến tất cả thành những kỷ niệm yêu thương. Những dấu ấn không thể nào quên sẽ luôn mang theo và gìn giữ trong cuộc đời. Các thầy cô giáo đã dạy dỗ và luôn ủng hộ chúng em trong suốt chặng đường qua. Kính chúc thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, viên mãn. Xin gửi tới tất cả các bạn niên khóa 2001-2004 lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn cùng gia đình vạn sự như ý, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt ngày hôm nay thật nhiều ý nghĩa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.